Bị lóc tách toàn bộ cây động mạch chủ nuôi cơ thể, anh Trương Văn Thạch, 38 tuổi, tại chợ Đồn, Bắc Cạn, đến giờ vẫn cảm thấy may mắn vì mình còn sống sau khi đã vượt qua cuộc đại phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ. Anh Thạch cho biết mình bị phát bệnh quá nhanh, trước đó chẳng có biểu hiện gì lạ thường, cho đến một ngày sau khi anh đi làm về, thấy ngực đau nhói và chỉ ít phút sau đã khụy không biết gì. Anh cũng có hiện tượng này bao giờ đâu mà. Mấy hôm đấy đi làm thì là tự nhiên nó tức ngực nên khó thở, khụy xuống luôn rồi. Nó tức đến mức độ không chịu được hay gì? Tức ngực xong là em khụy xuống luôn mà. Bất tỉnh thôi nhưng mà không giải được. Là gọi người nhà đưa đi viện. Thế nên được mấy ngày xong này chuyển ra Đại khoa Bắc Cạn. Xong là Đại khoa Bắc Cạn lại giới thiệu về đây. Nó vẫn tức ngực này xong là nó đau ra đằng sau này. Nhưng mà nó dễ chịu hơn lúc ở bệnh viện bên dưới. Em nằm đây chị có cảm thấy lo lắng về cái bệnh tình của mình không? Bởi vì là mình không biết là cái bệnh mình nặng như thế này, đâm ra là cũng không lo mấy. Đến lúc mổ xong thì các bác sĩ bảo thì mới cảm thấy nguy hiểm. Cái bệnh này là nó bị lóc tách động mạch chủ này. Nó bị phình cái động mạch của mình ấy. Nếu mà không cẩn thận nó vỡ là coi như là chết đại loại này. Công tác vẫn đang công tác bình thường thì đau ngực đột ngột, khám thì chúng tôi phát hiện là cái động mạch chủ ngực của anh ấy nó bị lóc tách. Đây là một bệnh lý rất nguy hiểm. Thông thường thì gặp nhiều hơn ở những người có tuổi trên nền một cái bệnh lý cao huyết áp. Thì đối với bệnh nhân này thì lại trẻ tuổi, không có tiền sử gì đặc biệt cả. Và kiểm tra thì nó lóc toàn bộ cái cây động mạch chủ, tức là động mạch chính nuôi toàn bộ cơ thể mà dẫn máu đến nuôi cơ thể. Và đây là bệnh lý đặc biệt nguy hiểm. Thì thông thường trong y học những bệnh như này, tỷ lệ tử vong rất cao nếu mà không được xử lý. Thì bệnh nhân đã được nhập viện, sau đó thì mổ cấp cứu. Sau khi chúng tôi làm hoàn thành những cái xét nghiệm để chẩn đoán và dự kiến cái phương án mổ thì bệnh nhân được mổ cấp cứu. Thì ca mổ kéo dài khoảng 6 tiếng. Thì mình mở, đấy là bước một thôi. Mình vào, mình mở, mình thay toàn bộ cái đoạn động mạch ở trong ngực nó bị lóc tách để làm sao mà loại được cái nguy cơ đột tử. Nguy cơ đột tử, cái này đột tử rất là nhiều. Mình loại trừ nguy cơ đột tử do nó vỡ. Cái thứ hai nữa là nó lóc tách vào những cái nhánh mạch nuôi cho não, đến mạch vành. Và ca mổ kéo dài khoảng 6 tiếng. Cũng mắc lóc tách động mạch chủ tuyếp A cùng dạng với anh Thạch. Tuy nhiên biểu hiện của ông Phạm Văn Chức ở Nam Định lại dữ dội hơn nhiều. Đau tới không thở được, quằn quại, đứng ngồi đều không chịu được. Đó là cảm giác của người đàn ông 51 tuổi khi nhớ lại. Lúc đó, ông Chức đang trong cửa hàng thì thấy đau buốt sống lưng, sau đó là đau ngực, không thở được. Chỉ 5 phút sau, cơn đau đó đã khiến ông đứng ngồi không yên. Sau đó, ông được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu gấp tới trung tâm tim mạch bệnh viện E và phải tiến hành mổ cấp cứu ngay. Đang bán hàng thì nó đau ở cái dọc cái sống lưng, đau cái là nó bế lên ngực luôn và không thở, khó thở. Lúc đấy có bất tỉnh luôn hay là vẫn gọi, có thể gọi người nhà đưa đi cấp cứu? Lúc đấy chỉ gọi người nhà, bảo nhân viên bên cạnh này, lấy cái số điện thoại gọi cho người nhà để đưa đi cấp cứu. Từ lúc mà có cái biểu hiện đau đấy đến lúc đi cấp cứu là trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Nhanh, rất là nhanh. Trong vòng này độ chưa đầy 5 phút đã quằn quại, nằm ngồi không thì chịu được. Cái kề cũng không biết là nó như thế nào. Chứ biết là mổ là cứ vào là mổ thôi, chứ mổ nhưng mà nằm nó lâu quá. 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị số tiền tới cả 100 triệu, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với gia đình ông Chức. Phần vì lo không gom đủ tiền, tính mạng của chồng sẽ khó giữ. Aorta is the largest artery in your body. Your heart pumps fresh oxygenated blood through your aorta
to deliver oxygen and nutrients to all your organs and tissues. Động mạch chủ xuất phát từ tim trái là đường dẫn máu từ tim đi nuôi toàn bộ cơ thể, từ động mạch chủ cho các nhánh cấp máu tới các cơ quan. The thoracic aorta has four parts: the aortic root, ascending aorta, aortic arch, and descending aorta. Thành động mạch chủ được cấu tạo bởi ba lớp áo kết thành một khối vữa vững chắc, đảm bảo chịu áp lực cao của dòng máu. Khi lớp áo trong cùng bị rách, máu từ lòng mạch đi vào giữa thành mạch làm mất cấu trúc này. Các lớp áo tách rời nhau ra, dẫn đến thành mạch trở nên hết sức mỏng manh khi bị xé rách gây tử vong. Đây chính là bệnh lóc tách động mạch chủ, một trong những bệnh lý tim mạch cực kỳ nguy hiểm, đe dọa cấp tính đến tính mạng người bệnh. Việc chữa trị cũng hết sức nặng nề, phức tạp, tốn kém và rủi ro cao. Lóc tách động mạch chủ là bệnh ít gặp, tỷ lệ hiện mắc khoảng 5 đến 30 ca trên triệu người trên năm. Có thể chia thành hai loại lóc tách tuyếp A và lóc tách tuyếp B. Trong đó, lóc tách tuyếp A được coi là thảm họa với các bác sĩ tim mạch. Blood pumping against the weakened area may cause it to bulge outward like a balloon. Cây động mạch chủ thì tùy cái vị trí của cây động mạch chủ bị thương tổn mà nó chia ra rất nhiều cái loại. Thì trong đó loại A là loại nguy hiểm nhất. Thì cái tiếp A tức là cái thành động mạch chủ nó lóc tách ở vị trí gần của van tim, của động mạch vành, của các nhánh động mạch nuôi cho não. Và khi xảy ra những tai biến của những vị trí này thì hai cái cơ quan quan trọng nhất để duy trì sự sống đó là cái tim và cái não, nó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và chính vì vậy đây là cái bệnh lý cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Còn đối với xử lý bệnh này cũng rất phức tạp, vì đây là vị trí rất khó cho phẫu thuật viên, khó xử lý, và xử lý đòi hỏi mất rất nhiều thời gian và cái rủi ro của mổ cũng lớn. Anh có thể mô tả một cách dễ hiểu là cái lóc tách động mạch chủ tiếp A nghĩa là như thế nào? Mình tưởng tượng thành động mạch chủ nó giống như một cái ống nước và nó liền là một khối. Về mặt là giải phẫu của con người thì người ta trong mô bệnh học người ta thấy nó có 3 lớp, và bình thường 3 lớp này nó gắn lại thành một, thành một cái thành rất là vững chắc để đảm bảo được cái áp lực, chịu đựng được áp lực mạch máu rất lớn mà chính là cái huyết áp của mình. Thế thì vì bệnh lý mà các lớp này nó bị tách ra và dòng máu nó đi từ bên trong lòng mạch, nó xé đôi cái thành mạch ra thành hai nửa, và nó sẽ lóc dòng máu, nó cứ với dưới cái áp lực như vậy thì dòng máu nó cứ đẩy đi liên tục và nó làm cho lớp này bị rách ra. Và đặc biệt là khi cái lớp nội mạc nó rách ra, nó gây hai cái tai biến. Thứ nhất là nó vỡ ra, máu nó chảy ra bên ngoài lòng mạch là coi như là tử tử. Tai biến thứ hai là cái lớp lóc tách đó nó sẽ lóc tách, nó làm che khuất các lỗ vào của các nhánh mạch nuôi não và nuôi tim, đó là mạch vành. Thì khi đó nó gây ra tình trạng thiếu máu cấp, thì bệnh nhân có thể hôn mê, hoặc nếu thiếu máu mạch vành bệnh nhân đột tử. Bệnh gặp nhiều hơn ở người có tuổi, một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh tăng huyết áp. Ở người trẻ, phần lớn mắc các hội chứng bệnh lý có liên quan đến những khiếm khuyết bẩm sinh về các thành phần cấu tạo nên thành mạch. Thông thường gặp tuổi 60-70, còn những trường hợp mà 35 cũng có, 34 cũng có. Có trường hợp sớm hơn, ví dụ có một số người có bệnh lý gia đình thì có thể người ta gặp, chúng tôi gặp trẻ hơn, thậm chí 25-26 tuổi cũng có, tỷ lệ đó ít hơn. Nguyên nhân sơ vữa thành mạch trên nền mà bệnh nhân bị cao huyết áp, cái thứ hai là nguyên nhân bẩm sinh, đó là nguyên nhân của những bất thường tổ chức trong cấu trúc thành mạch, hay là chính vì vậy mà những người trẻ tuổi bị những bệnh về rối loạn cấu trúc thành mạch thì hay bị sớm hơn là những. Theo số liệu thống kê của các nhà khoa học trong Bộ Bách khoa về phẫu thuật, 50% bệnh nhân lóc tách động mạch chủ tuyếp A tử vong trong vòng 48 giờ đầu tiên, 60% trong tuần đầu và tới 90% trong tháng đầu. Bệnh được coi là thảm họa thực sự trong các bệnh tim mạch. Đặc biệt, lóc tách động mạch chủ tuyếp A không được điều trị, nguy cơ tử vong tăng 1% trong mỗi giờ trong vòng 72 giờ và hơn 90% không được điều trị tử vong sau 3 tháng. Trước đây, cứ 10 ca mổ thì 5 ca tử vong. Bây giờ, tỷ lệ tử vong đã giảm nhiều hơn, tuy nhiên vẫn ở mức 30%.
Tỷ lệ bây giờ giảm rất nhiều. Bây giờ giảm rất nhiều vì nhất là những cái nghiên cứu sâu, cái chuyên sâu về bệnh đã được tìm hiểu rất kỹ về cơ chế bệnh lý, về cách thức thực hiện, cũng như là những phương tiện vật liệu máy móc hỗ trợ bây giờ khá tốt, cho nên tỷ lệ tử vong của lóc tách tiếp A đã giảm rất nhiều. Tất nhiên nếu mổ khi chưa có biến chứng vào các tạng thì cái tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, còn nếu đã có biến chứng thiếu máu ruột, thiếu máu não thì cái tỷ lệ rất là thấp. Thì những bệnh nhân bị lóc tách động mạch tiếp A mất khoảng 40-50%, còn cái tỷ lệ tử vong của mổ cũng khá lớn. Theo một cái nghiên cứu mới đây nhất tại Việt Nam ở một bệnh viện cũng lớn, bệnh viện ngoại khoa đầu ngành, thì tỷ lệ tử vong cũng phải lên đến gần 30%. Từng loại lóc tách động mạch chủ sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau. Những trường hợp bị lóc tách động mạch chủ tiếp A cấp tính thì phải chỉ định mổ cấp cứu, còn với tiếp B sẽ thực hiện đặt stent. Bệnh nhân lóc tách thì với những bệnh nhân lóc tách động mạch chủ tiếp A, tức là loại A là cái loại mà nó ảnh hưởng đến não và đến quả tim, thì phải mổ cấp cứu. Còn những loại lóc tách khác tiếp B chẳng hạn thì bây giờ có biện pháp không can thiệp, không mổ, đó là người ta đặt stent. Đây là một cái phương pháp rất hiện đại và cứu cánh được rất nhiều, vì mổ động mạch chủ khá phức tạp và tỷ lệ rủi ro rất cao, tỷ lệ thành công của stent rất là lớn và người bệnh không phải chịu đựng một cái cuộc mổ cả lại. Nhưng trong một vài trường hợp lóc tách tiếp A, các bác sĩ có thể trì hoãn trong khoảng một thời gian ngắn để có thể chuẩn bị kỹ càng cho cuộc phẫu thuật. Như trường hợp của bệnh nhân Thạch nhập viện sau 2 ngày mới thực hiện phẫu thuật. Người ta nói là mổ cấp cứu, tức là tùy theo tình trạng bệnh nhân để các bác sĩ sẽ quyết định cái thời điểm nào mổ là hợp lý. Không, đối với bệnh lý này thì khi mổ chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ, vì phải cả hệ thống máy tuần hoàn ngoài cơ thể cũng như là vật liệu dưỡng trù máu, phương tiện, tất cả những cái đó, thành ra làm cái đòi hỏi công sức chuẩn bị rất là lớn. Thế đối với bệnh nhân có những trường hợp cùng là lóc tách tiếp A nhưng vào đánh giá tình trạng bệnh nhân, có trường hợp là bắt buộc phải mổ ngay, phải chuyển lên phòng mổ ngay. Ví dụ có trường hợp nó vỡ ra rồi, máu chảy đầy trong tim thì ngay lập tức mình phải cấp cứu ngay trên bàn mổ luôn, không có chờ đợi gì xét nghiệm nhiều. Nhưng nếu các bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân cho phép thì có thể làm chẩn đoán và chuẩn bị đầy đủ, sau đó thì mổ. Nhưng những bệnh nhân như này khi đã phát hiện bệnh là ngay lập tức phải cho nhập viện. Đối với các bệnh viện các tuyến thì phát hiện bệnh phải chuyển đến cơ sở nào có khả năng phẫu thuật ngay. Và bệnh nhân thì sau khi đầy đủ các xét nghiệm là chuyện là nên mổ luôn, chứ không có trì hoãn. Nếu những trường hợp này mà để muộn, để chậm trễ thì nguy cơ vỡ mạch, bệnh nhân có thể tử vong đột tử ngay khi bị vỡ mạch, hoặc là cái thành động mạch chủ nó lóc tách và những nhánh nuôi cho mạch não thì bệnh nhân có thể hôn mê. Rồi nhánh nuôi cho mạch tạng thì gây thiếu máu tạng, như thiếu máu chân, thiếu máu ruột. Phẫu thuật lóc tách động mạch chủ là một trong những phẫu thuật phức tạp, với thời gian mổ kéo dài, nhiều biến chứng sau mổ, tỷ lệ tử vong cao. Phương pháp mổ phải sử dụng máy tim phổi để thiết lập vòng tuần hoàn nhân tạo ngoài cơ thể. Đáng chú ý, với việc ứng dụng phát triển công nghệ trong y khoa, đến nay rất nhiều phương pháp được phối hợp trong điều trị nhằm giảm thiểu nguy cơ phẫu thuật, đem lại cơ hội sống cho những người không may bị loại bệnh lý nguy hiểm này. Đó là phương pháp Hybrid, kết hợp phẫu thuật cộng can thiệp đặt stent. Đây được coi là sự kết hợp những gì ưu việt nhất giữa phẫu thuật truyền thống và can thiệp tim mạch qua da.
bone to below the navel. He or she will then locate the aneurysm. Theo đó, bước phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ sẽ thay đoạn động mạch chủ bị hỏng bằng một đoạn mạch nhân tạo. Mình can thiệp thì mình thay cái đoạn động mạch chủ bị hỏng bằng một đoạn mạch nhân tạo. Thì về mặt lý thuyết là đoạn mạch nhân tạo tồn tại được vĩnh viễn ở bệnh nhân, nó không có đào thải và không phải thay lại giống như là một số bệnh lý khác. Và như vậy là cái đoạn mạch đó đảm bảo được duy trì lâu dài. Đổi như vậy, mình đã biến một cái lóc tách từ tiếp A cấp tính thành một cái lóc tách tiếp B. Thì bước tiếp theo chúng tôi sẽ đặt stent để che khuất những cái thành mạch yếu cái đoạn còn lại. Tất cả các giai đoạn trong phẫu thuật lóc tách động mạch chủ đều rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Có những bệnh nhân chỉ mới lên phòng phẫu thuật, mạch đã vỡ ngay trên bàn mổ. Hoặc ngay cả khi trải qua 6 tiếng mổ xong, các bác sĩ phải đứng thêm 6 tiếng cầm máu. Tuy nhiên cuối cùng, bệnh nhân cũng không qua khỏi. Đối với phẫu thuật lóc tách động mạch chủ, tất cả giai đoạn đều nguy hiểm. Vì ở đây cũng đã gặp những trường hợp là bệnh nhân mới chuyển đến phòng mổ thôi, đang làm những thủ tục gọi là những động tác chuẩn bị, đặt ven truyền, đặt đường đo các thông số sống thì bệnh nhân đã vỡ ngay trên bàn mổ rồi. Cho nên tất cả các giai đoạn của mổ lóc tách động mạch chủ đều rất nguy hiểm và đòi hỏi phải hết sức khẩn trương và các ekip phối hợp nhịp nhàng. Ca kéo dài nhất của mình là 12 tiếng và bệnh nhân không qua được. Bệnh nhân 75, 76 tuổi. Các bạn có thể hiểu thế này, khi mà mình mổ mình sẽ phải mở ngược ra, mình cắt bỏ đoạn mạch mà thương tổn nặng nhất đe dọa đến não và đến tim. Sau đó mình sẽ lấy một đoạn mạch nhân tạo mình nối vào, như vậy cái mạch nối là mình phải nối vào mạch của bệnh nhân và trên nền mạch bệnh nhân đó vẫn là một cái mạch bệnh lý. Thì sau khi mổ xong những cái miệng nối đó nó giống như mình đấu ống nước ấy, chúng tôi sẽ phải có những loại vật liệu đặc biệt như những cái tiếp keo sinh học. Cái keo sinh học để mình bơm để mình gia cố cái miệng nối lại. Thì bệnh nhân đó mổ xong rồi bơm keo sinh học gia cố và nhưng mà vẫn chảy máu vì tất cả những đường chỉ khâu vào cái mạch của bệnh nhân vẫn tiếp tục nó xé ra và nó gây chảy máu. Thì mình chỉ có đứng mỗi chuyện cầm máu thôi, sau khi mà đã hoàn thành cái đấu nối rồi thì riêng đứng cầm máu mất khoảng 6 tiếng và sau đó thì không được, bục vỡ khắp nơi, không bệnh nhân không qua được vì mất máu, vì cả cái nền mạch nó không đảm bảo. Sau khi rời phòng mổ, các bệnh nhân lóc tách động mạch chủ tuyếp A sẽ gặp phải 3 nguy cơ lớn nhất ở dưới phòng hồi sức. Cái lóc tách tuyếp A có nghĩa là toàn bộ cái cây động mạch chủ nó lóc từ động mạch chủ lên đến động mạch chủ ngang và động mạch chủ xuống đến tận động mạch chậu. Cái này thì hôm qua mình đã được mổ cứu hai đoạn động mạch chủ lên cho bệnh nhân. Cái này thì sau mổ lóc tách thì bọn mình sẽ phải chú ý đến khoảng 3 vấn đề lớn nhất. Đó là nguy cơ lớn nhất, đó là nguy cơ chảy máu. Bởi vì sau lóc tách nghĩa là toàn bộ cây động mạch chủ nó bị lóc cũng tổn thương hết và áp lực trong lòng động mạch chủ nó rất là cao và nguy cơ vỡ rất là cao, và khi nó vỡ thì gần như mình sẽ không cứu bệnh nhân. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là bởi vì trong thời gian lóc tách là toàn bộ các cái tạng, trong đó cái quan trọng nhất đó là cái não, nó sẽ bị thiếu máu trong cái thời gian khi mình chưa kịp cấp cứu. Chính vì vậy trong quá trình mổ cũng như là hồi sức là bọn mình phải chiến lược bảo vệ não rất là quan trọng. Đấy là vấn đề thứ hai. Cái thứ ba là mình phải đánh giá cái việc từ máu các tạng khác. Đấy, trong đó cái thận và các cái tạng trong ổ bụng. Đấy là vấn đề rất là quan trọng mà mình phải theo dõi cả về nước tiểu, cả về tình trạng ổ bụng như thế nào và tình trạng đi ngoài bệnh nhân như thế nào, mình theo dõi sát hơn. Trước trong 6 tiếng đầu thì khá là tốt. Nhưng mà để mình có thể rút được ống cho bệnh nhân thì mình phải điều chỉnh cái rối loạn do quá trình lóc tách nước cấp cứu mà nó gây ra. Đấy, chính vì vậy thì ít nhất bệnh nhân thường mình sẽ cho bệnh nhân an thần trong khoảng 24 tiếng. Sau đấy thì bọn mình sau khi điều chỉnh cân bằng được các rối loạn rồi thì sẽ đánh giá rút ống cho bệnh nhân. Nếu như trường hợp của bệnh nhân Thạch có thể tỉnh sớm sau khi chuyển xuống phòng hồi sức, thì với ông Chức lại ngược lại. Tới 20 ngày không tỉnh và luôn trong tình trạng nguy kịch, rất nhiều lần bệnh tình của ông Chức chuyển xấu, đã có những lúc gia đình tưởng chừng ông không thể qua khỏi.
Gia đình thì lúc mổ xong thì bác sĩ thông báo rằng còn từ lúc mổ cho đến 20 ngày chồng cái tình thì chỉ có tối là cho gặp một tí là thông báo, thì lúc nào cũng bảo trong tình trạng nó nguy hiểm mất đâu. Thì tất cả thì tôi cũng bảo tất cả thì bây giờ trong sự nhờ các bác sĩ vừa biết là có ngày trôi qua thì cũng chỉ mong làm sao người nhà mình tỉnh ra mau lắm. Có mà tôi nghĩ là tất cả gia đình cũng là có lẽ là cơ hội nó không cũng có lúc mà những cái suy người ta bị nhẹ thì cũng có người tỉnh ngay, có mấy ngày người ta tỉnh mà họ không cứu được, mà chồng mình thì nặng cũng xác định không biết là có cứu được hay không mà vẫn tin tưởng bác sĩ. Được một tuần thì bác sĩ cứ nói là ngày 1, ngày 2 cho bác tỉnh, nhưng mà trong cái tình trạng tỉnh thì áp huyết lại nên là các bác sĩ phải dùng thuốc an thần, nên là không cho tỉnh, chỉ cho thuốc an thần cai dần để tỉnh dần dần thôi. Thì đến ngày thứ 20 bắt đầu nhập viện. Còn với ông Chức, thời gian nằm ở phòng hồi sức là quãng thời gian dài và ám ảnh nhất. Bệnh của mình là quá nặng. Và lúc tỉnh dậy là người mình là lúc đấy là rất là mệt. Lúc mà dưới hồi sức lên đây là không thể đi, không đứng được. Ở dưới là kiểu cái tư tưởng nó nặng rồi, nhiều cái tư tưởng dưới hồi sức là điện cứ sáng 24/24 là không biết ngày hay đêm như thế nào, lúc nào thắng trưng hết, lúc nào trước mắt được trước mắt. Thứ hai là nằm dưới đấy là đi tiểu tiện là nó không đi được, đi tiểu được, đi ấy là không thể đi được, nó nhiều lên đó. Hay nằm là có cái tư tưởng khác. Khi mà được chuyển lên đây rồi thì cái tư tưởng khác. Then he or she will insert a guide wire into the artery. Bước thứ hai cũng là kết thúc của quá trình điều trị, đó là giai đoạn đặt stent cho bệnh nhân. Sau bước này, bệnh nhân có thể trở về cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, điều các bệnh nhân cần đặc biệt lưu ý với bệnh lý này đó là điều chỉnh huyết áp, không để huyết áp quá cao. Ngoài ra, việc theo dõi sau mổ cũng cần hết sức lưu ý bởi nhiều bệnh nhân có thể bị viêm nhiễm. Bệnh nhân như này thì phải điều chỉnh huyết áp. Bệnh nhân phải điều chỉnh huyết áp, không được để huyết áp cao. Phải điều chỉnh huyết áp cho bệnh nhân. Và cái thứ hai nữa là điều chỉnh những triệu chứng. Triệu chứng ví dụ có những người khi đến đây sau khi hậu phẫu xong bị viêm nhiễm rất là nhiều, viêm phổi, tình trạng viêm phổi, thì mình điều trị những triệu chứng của cái hậu phẫu sau mổ. Còn nếu bệnh nhân được xử lý thì theo dõi tiên lượng về lâu dài cũng khá tốt. Tuy nhiên phải khám kiểm tra định kỳ, vì khi mình mổ như vậy mình can thiệp vào từng đoạn của động mạch chủ thôi, thì những đoạn còn lại có thể có thương tổn và chúng tôi phải xử lý tiếp. Khi mà đã mổ xong và thực hiện đặt stent đâu thì là bệnh nhân có thể quay lại cuộc sống bình thường và lao động bình thường. Quay lại cuộc sống bình thường và có thể lao động bình thường. Tuy nhiên thì thực tế mình thấy là tất cả những gắng sức quá mức thì cũng nên tránh. Your surgeon may insert additional graft components to extend the graft into the blood vessels supplying your legs. Sau khi mổ và đặt stent, về cơ bản đoạn mạch nhân tạo đã thay cho bệnh nhân sẽ không bị lóc tách nữa. Nhưng bệnh có thể có những diễn biến tiếp với hai biến chứng. Finally, your surgeon will remove the catheters and close the incisions in your groin. The procedure will generally take 2 to 3 hours. Mà là cái diễn biến tiếp của bệnh. Vì đối với mình đã mổ cái lóc tách tip A rồi, tức là cái đoạn mạch của bệnh nhân được thay bằng mạch nhân tạo rồi, thì cái chỗ đấy nó sẽ không bị lóc lại nữa. Nhưng mà cái cây mạch của mình đi từ trong ngực và xuống đến tận bụng cơ. Đến tận bụng như vậy, cái phần mạch còn lại có thể nó diễn biến tiếp, nó diễn biến bền, nó dẫn đến hai biến chứng. Một biến chứng là nó phồng to ra và nó vỡ, thì đấy là cái biến chứng về lâu về dài của những người bệnh nhân bị lóc tách. Và biến chứng thứ hai nữa là gây thiếu máu các cơ quan, vì cái những mạch nuôi các cơ quan nó có thể bị hẹp lại.
lóc tách động mạch chủ tiếp A là bệnh không quá phổ biến, thường khởi phát đột ngột và nặng ngay từ đầu, trong khi trước đó gần như không có dấu hiệu gì. Như trường hợp của bệnh nhân 38 tuổi này, trước đó không có tiền sử gì ngoài huyết áp hơi cao một chút. Tuy nhiên, khi khởi phát thì rất đột ngột. Sáng anh Thạch vẫn còn đi làm bình thường, tối vẫn tiếp khách, đến đêm về nhà mới đau tức ngực dữ dội. Chả đi có khác gì cả, chỉ sáng hôm nay đi cơ quan làm xong nó chỉ có hơi mệt mệt một tí thôi, mà không có gì, bởi vì chưa có phát hiện cái bệnh này bao giờ, mà không có cái biểu hiện. Huyết áp thì thi thoảng là em vẫn có cái biểu hiện huyết áp 130, 170 cái đấy là thường xuyên rồi, thi thoảng anh vẫn uống thuốc huyết áp mà. Hai ngày đấy ở trên này anh không ngủ được không? Không ngủ được, ăn thì ăn được một ít nhưng mà không ngủ được. Vì nằm xuống nó tức ngực với lại nó đau dạng sau này này. Còn với trường hợp của bệnh nhân chức, trước đó cũng cảm thấy nhói ở ngực. Đi khám tại bệnh viện Bạch Mai cũng phát hiện ra tim có vấn đề. Bệnh nhân vẫn duy trì uống thuốc đều đặn trong vòng 4 năm. Tuy nhiên khi phát bệnh đã nặng ngay từ đầu với hai biểu hiện rõ ràng là đau tức ngực và khó thở. Đây cũng chính là biểu hiện đặc trưng nhất của các bệnh nhân lóc tách. Trước đây là tôi cũng đã có đi kiểm tra tim rồi, thì cũng có, mình biết là có những cái biểu hiện của tim rồi nên là vẫn cứ đi Bạch Mai là lấy thuốc uống đều, mà đi đây Bạch Mai lấy được thuốc 2 hôm thì bị rồi, trong bế đây nó tức khó thở rồi, bây giờ nó đau cả bên trong bụng hết cái ngực của mình là nó không thở. Cảm thấy là rất là khó thở. Khi mà cái lớp động mạch chủ nó lóc ra và máu đi vào trong người như này thì lúc đó bệnh nhân có triệu chứng đau ngực rất dữ dội, có những người đau không chịu được. Cái thứ hai là khó thở, là hai cái triệu chứng cũng coi như điển hình và rất dễ bị lẫn. Những bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ có thể lẫn với một số triệu chứng khác. Và đôi khi khi mà cái đáp ứng cảm giác đau thì là có tùy từng người khác nhau. Thành ra là có những người đến muộn là vì đau không điển hình, sau đó cũng không để ý. Và khi có biến chứng vỡ ra thiếu máu thì bắt đầu người phải đến. Dưới đây là một số biểu hiện để người dân nghĩ tới khả năng bị lóc tách động mạch chủ. Đau ngực, triệu chứng khởi đầu thường là đau ngực với tính chất cực kỳ đau đớn. Tách động mạch chủ tiếp A, đau có khuynh hướng ở phía trước ngực và lan ra phía trước. Mức độ đau có thể đau nhói, dữ dội như dao đâm. Một số biểu hiện khác như khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt, mất ý thức. Huyết áp, khoảng 25% trường hợp có tụt huyết áp và sốc do hở chủ não cấp tính, vỡ khối phồng, ép tim hoặc rối loạn chức năng tâm thu thất trái, có thể tử vong do ép tim. Mạch yếu, mất mạch, có thể chênh lệch về huyết áp giữa hai tay. Theo các bác sĩ, thì lóc tách động mạch chủ thường xảy ra nhiều vào mùa lạnh, đặc biệt là vào dịp sắp Tết. Vì thế, trong 1 đến 2 tháng tới sẽ là thời điểm bắt đầu gia tăng bệnh lý tim mạch nguy hiểm này. Khi có những dấu hiệu trên, bệnh nhân cần tới ngay những trung tâm tim mạch lớn có đủ điều kiện và khả năng thực hiện phẫu thuật loại bệnh lý này, bởi giữ được tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Rất nhanh thôi, nguyện vọng của ông bố trẻ đó là có thể trở về nhà ôm cậu con trai bé bỏng mới được 16 tháng sẽ thành hiện thực sau khi hoàn thành nốt bước đặt stent thuận lợi.